Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Hà Vinh Vlog. Thì buổi trưa hôm nay em cũng đang có mặt tại nhà chị Hồng Loan để cập nhật một số thông tin gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn thương chị Loan được biết nha. Thì mới đây á, là chị Hồng Loan cũng có là đăng tải một cái bài viết nói về hai người nhân vật rất là quan trọng với chị Hồng Loan nha cô chú. Thì sau khi á, mà chị Hồng Loan đăng tải cái bài viết này lên là ngay lập tức á, là chị Ni cũng comment nói về cái bài viết này. Thì sau đây á, là em cũng xin phép là được đọc cái bài viết của chị Loan trước nha cô chú. Niềm hạnh phúc của con chỉ vỏn vẹn khi có ba Quốc Thanh cùng chị An Ni Nguyễn và tất cả cộng đồng mạng trên toàn thế giới luôn yêu thương, che chở cho con mỗi khi con gặp khó khăn sóng gió. Đến bằng cả trái tim với gia đình nhỏ của con chỉ mong trời Phật thương độ cho ba con và chị yêu luôn bình an. Đó cô chú, thì vừa rồi là cái bài viết của chị Hồng Loan là cũng chia sẻ cách đây 1 giờ đồng hồ. Thì sau khi á, mà chị Hồng Loan đăng tải cái bài viết này lên là ngay lập tức á, là chị Ni có comment nha cô chú. Thì em cũng xin phép là được đọc cái comment của chị Ni luôn. Tao đang bình an mà xăm tuốt này là sóng gió tiếp nè. Đó cô chú, đó là cái comment của chị Ni. Thì không biết lý do tại sao mà chị Hồng Loan vừa mới đăng tải cái bài viết này lên á, là ngay lập tức là chị Ni comment nói rằng á, là cái xăm tuốt của chị Hồng Loan là tạo thêm một cái sóng gió rất là lớn. Thì không biết rằng á, là chị Hồng Loan có nhắc đến một cái nhân vật nào ở trong cái tem yêu thương mà đến hay không cô chú. Nhưng mà mấy ngày hôm nay á, thì ở trên cộng đồng mạng cũng xôn xao về cái vấn đề mà cái câu chuyện của cái người anh Tư á, cô chú đó đến với chị Hồng Loan để nói rằng á, là tôi sẽ bảo vệ người em gái của mình là chị Hồng Loan. Nhưng mà thực tế mà nói đến thời điểm hiện tại bây giờ á, là cũng trên 1 năm rồi đó. Thì những cái tem yêu thương mà đến bảo vệ cho chị Hồng Loan á, là cũng bị thiệt hại rất là nhiều. Như vợ chồng anh Linh Tý, chị Bích Trâm thì cũng bị là cái nhóm vay xe nó đứng về bên phía mẹ con của nhà Cám là nó lên nó chửi rủa hàng ngày nha cô chú. Rồi anh Võ Việt Băng nữa, đó những cái nick Facebook của anh Võ Việt Băng thì cũng bị là cái bên kền đó nó đánh sạch. Rồi anh Võ Việt Băng là phải chi ra một số tiền rất là lớn để lấy lại những cái nick đó. Thì cái tem yêu thương mà đến mà để bảo vệ cho chị Hồng Loan thì ai cũng bị thiệt hại. Nhưng mà người anh cứ nói rằng là tôi đến để bảo vệ cho chị Hồng Loan nhưng chưa thấy bảo vệ gì được cô chú. Mà hiện tại bây giờ anh này là đang là hưởng lợi về chị Hồng Loan rất là nhiều. Thì như cô chú anh chị cũng được biết là đến thời điểm hiện tại bây giờ người anh này cũng được đứng trên sân khấu lớn diễn cùng các anh chị nghệ sĩ rất là nổi tiếng luôn cô chú. Rồi lên tiếng nói rằng là sắp tới sẽ mở ra phải 10 cái tiệm xăm môi nữa cô chú. Vậy người anh này đến với chị Hồng Loan là lợi nhuận chứ đâu có phải là đến vì cái mục đích là yêu thương mà đến đâu cô chú anh chị. Rồi mình cũng phải là kết cấu sâu chuỗi lại cái ngày mà chị Hồng Ni đó là bị bắt tại sân bay Mã Lai. Thì tất cả các anh chị trong tem yêu thương mà đến á, là ai cũng đều lo lắng và lên tiếng bảo vệ chị Hồng Loan. Nhưng người anh này chính thức lại xóa đi hết những cái hình ảnh, những cái thông tin liên quan đến chị Ni cô chú. Ủa, cái tem yêu thương mà đến để bảo vệ cho chị Hồng Loan và lên tiếng ủng hộ chị Ni mà tại sao người anh Tư này lại đi xóa hết những cái thông tin mà liên quan đến chị Ni là sao cô chú anh chị. Đó rất là vô lý luôn. Thì hiện tại bây giờ là ở trên cộng đồng mạng cũng có là hai cái trái chiều nói rằng là người anh đó không muốn đá động gì hết. Ủa bây giờ anh đến anh báo vợ chị Hồng Loan những cái thành phần xấu nó đang là lên những cái video rồi những cái live stream là nó chửi rủa chị Hồng Loan là hằng ngày. Mà anh nhận chị Hồng Loan là một người em, tại sao anh không lên tiếng anh binh vực người em của mình được một lần cô chú anh chị, mà cứ nói ra là tôi luôn luôn là lo lắng cho người em của tôi. Ủa em không thấy lo lắng đâu cô chú. Nhưng mà người anh này á
chỉ có những cái buổi tiệc nè, đó là có mặt, rồi đi hát trên sân khấu chỗ này chỗ kia là có mặt. Còn những cái chuyện mà đá động đến cái drama đó bên phía mẹ con của nhà Cám với lại là chị Hồng Loan, thì người anh này ngay lập tức là im lặng cô chú. Đó, rất là bức xúc, ai cũng bức xúc hết cô chú. Như mấy anh em của tụi em cũng vậy, đến với chị Hồng Loan là đến bằng cả cái tấm lòng. Đó, thì những cái gì á là tụi em phải lên tiếng tụi em nói nha cô chú, chứ không phải là cứ im lặng như vậy rồi người này cứ chuộc lợi như vậy, lợi dụng chị Hồng Loan như vậy là tụi em không có đồng ý nha cô chú. Thì cái video này á là em đăng lên có hai cái sự trái chiều. Một á là nói em đồ là làm xáo trộn cái tem yêu thương mà đến, rồi hỉ đăng ký rất là nhiều luôn cô chú, em nói thật luôn. Nhưng mà vì lễ phái, vì chính nghĩa, mình đến vì chính nghĩa thì những cái gì loại trừ là mình phải là loại trừ ra nha cô chú anh chị, chứ không có thể nào mà cứ đỡ cho người đó lợi dụng drama này rồi mang cái danh tiếng là người anh đến bảo vệ cho chị Hồng Loan. Nhưng mà thực tế mà nói á là chả có thấy bảo vệ được gì. Như cách đây vài ngày người anh này cũng có là đăng tải một cái bài viết lên nói rằng là cảm ơn em mớm Hồng Loan đã luôn luôn bảo vệ anh. Vậy người anh này đến đỡ chị Hồng Loan bảo vệ hay là người anh này đến tham gia vào cái drama này đỡ nhằm cái mục đích gì cô chú anh chị, chứ đâu có thấy bảo vệ chị Hồng Loan được cái gì đâu. Mà hiện tại bây giờ là cứ im lặng, rồi người vợ thì lên thờ thốt cái này thờ thốt cái kia rất là nhiều luôn cô chú. Mình thờ được cái gì? Mình tham gia vào cái drama này á là ai cũng bị thiệt hại hết. Nhưng mà người này thực tế mà nói, từ cái ngày đầu người này bước vào cái drama này á là không có thiệt hại cái gì luôn cô chú, mà hưởng lợi về mình rất là nhiều luôn. Đó, được đứng trên sân khấu nè, hát chung với các cô chú anh chị rất là nổi tiếng luôn. Đó, rồi đi lâu diễn ở bên Úc luôn. Đó thì cộng đồng mạng ai ai cũng biết đến, nhưng mà không có lên tiếng để bảo vệ chị Hồng Loan được cái gì hết cô chú anh chị. Đó, đến nỗi mà cái bài hát, cái MV của anh Linh Tý sáng tác là Người Hai Mặt đó, người anh này cũng đâu có chia sẻ đâu cô chú. Tất cả anh em ở trên tem yêu thương mà đến ai cũng đều chia sẻ, nhưng người này thì không chia sẻ cô chú. Thì mấy ngày hôm nay á là cái tem yêu thương mà đến thì cũng không có chia sẻ về cái đêm diễn của người anh này là ngày mai nha cô chú. Ngày mai là ngày 27 tháng 9 là người anh này có tổ chức một cái show diễn từ thiện tại sân khấu Trống Đồng. Đó là những cái vé bán á, là sẽ ủng hộ đồng bào ở ngoài miền Bắc á, là đợt vừa rồi mà bị cái cơn bão số 3 á, cô chú. Đó, rồi tất cả những cái tem yêu thương mà đến đang bảo vệ chị Hồng Loan thì cũng đâu có chia sẻ cái poster của cái người anh này đâu cô chú anh chị. Thì mình cũng sâu chuỗi lại và mình cũng hiểu. Đó, thì buổi trưa ngày hôm nay em cũng xin phép là được chia sẻ cái video này để gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu thương chị Hồng Loan được biết nha. Dạ, từ giờ em xin phép là kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Dạ, em chào cô chú nha.